mãi không hết. Con muốn có váy mới thật đẹp. Mẹ ơi, mua cho con một chiếc đi. Xin mẹ đó. Được rồi, được rồi. Những lời này con đã nói suốt 20 phút rồi. Mẹ hứa sẽ dẫn con đi mua váy. Đừng đi theo mẹ nữa, được không? Đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo đi. Wow, chiếc váy đẹp này sắp sửa là của mình rồi. Kẹo bông, kẹo bông. Quả táo nhỏ, sao cậu lại ở đây? Chúng ta đã hẹn cuối tuần chơi cùng nhau mà. Mình còn mang cả truyện cổ tích nữa. Chết rồi, mình hẹn với quả táo nhỏ, nhưng mẹ sắp dẫn mình đi mua váy rồi. Không. Nhưng nếu nói thật thì nhất định quả táo nhỏ sẽ không vui. Có cách rồi. Xin lỗi nha, hôm nay ông bà nội nói sẽ tới thăm mình. Không sao đâu, kẹo bông. Vậy cuối tuần sau chúng ta cùng chơi. Mình về trước đây. Tạm biệt. Kẹo bông. Ông bà nội cậu vẫn chưa đến hả? Là quả táo nhỏ. Buổi sáng sao lại đi về? Mẹ sắp nói lộ ra rồi. Lát nữa cùng kẹo bông đến nhà cô. Là thế này. Ông bà sắp tới rồi. Nhưng mà ông bà định dẫn mình đi xem triển lãm cắm hoa, cho nên mua một chiếc váy thật đẹp để chụp ảnh. Wow, triển lãm cắm hoa hả? Mình cũng rất muốn đi. Đúng vậy, nhất định sẽ rất vui. Lần sau cùng đi nha. Mẹ mình còn ở trong cửa hàng hoa. Mình đi tìm mẹ đây. Chơi vui vẻ nha. Tạm biệt cô đám mây. Cháu đi trước đây. Đi luôn sao? Quả táo nhỏ, đến nhà cô cùng kẹo bông. Mẹ ơi, mẹ quả táo nhỏ đã đợi sốt ruột rồi. Các cậu biết không, chị Hoa Hồng nói triển lãm hoa đẹp lắm. Triển lãm nhất định sẽ có đồ ăn ngon. Kẹo bông, cậu vừa mới đi, cậu kể cho bọn mình nghe đi. Đương nhiên là được. Nghe nói có thể tự mình cắm hoa, có phải không? Trong triển lãm nhất định có rất nhiều loại cây hiếm. Cậu có thấy không? Trong triển lãm có đồ ăn ngon không? Đừng sốt ruột. Những gì mà mình cần kể quá nhiều. Phải về nhà chuẩn bị trước khi kể. Hôm nay nhất định phải thức đêm xem bài báo về triển lãm rồi. Còn phải chuẩn bị ư? Cậu đi xem triển lãm thế nào vậy? Nhất định là cho kẹo bông chờ mãi chụp ảnh cùng ông bà nội rồi. Đúng không? Ông bà nội của kẹo bông ư? Chú mình nói cuối tuần có gặp ông nội của kẹo bông, nhưng không phải ở triển lãm. Kẹo bông, cậu còn có ông nội khác ư? Chuyện này, mình đương nhiên chỉ có một ông nội thôi. Vì sao mình lại xuất hiện ở chỗ khác ư? Vì sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì. Không đúng, nhất định là có chuyện. Kẹo bông bình thường giờ đáng lẽ phải mặc váy mới, soi gương không ngừng chứ. Nói cho mẹ nghe, đã xảy ra chuyện gì? Thật ra chính là vì chiếc váy mới này. Vì chiếc váy mới ư? Chính là như vậy, mẹ đám mây. Sau khi con nói dối lời đầu tiên với quả táo nhỏ, lại nói dối nhiều như vậy. Kẹo bông, con tưởng rằng có thể dùng một lời nói dối nhỏ để giải quyết vấn đề. Nhưng vì để lời nói dối này không bị bại lộ, lại phải không ngừng tiếp tục nói dối nhiều nữa. Mẹ đám mây, con không muốn tiếp tục bịa chuyện nữa. Mệt lắm, hơn nữa trong lòng không thoải mái. Nếu nói dối mà khổ sở như vậy, vậy thì thử thành thật nói ra suy nghĩ của mình đi. Có lẽ là một biện pháp hay. Nói thật có được không? Nói dối ư? Nhưng mình thật sự rất muốn mua ngay được chiếc váy đẹp đó. Vậy sau đó cậu nói ông bà nội dẫn cậu đi xem triển lãm hoa. Thật ra là không hề đi. Là như vậy phải không, kẹo bông? Bởi vì lời nói dối sắp bị cậu phát hiện rồi, cho nên đành phải tiếp tục nói dối. Mình xin lỗi, quả táo nhỏ. Nói dối thật là khó chịu. Mình hứa sau này không bao giờ nói dối cậu nữa. Cậu thấy ngại vì phải từ chối mình nên mới nói dối phải không? Không sao đâu. Cuối tuần này bọn mình cùng đi triển lãm hoa chụp ảnh nha. Xem ra nói dối thật sự không phải cách hay. Thành thật mới tốt.
chiếc xe trẻ em. Xấu quá, con không muốn đội. Trời nắng như vậy không đội không được đâu. Đi hóng gió ư? Kẹo bông. Chiếc xe tuyệt quá. Nước, mang theo nước rồi mới được đạp xe. Đuổi theo từ từ. Nhìn con đầy một đầu mồ hôi kìa. Đúng là cha mẹ trong thiên hạ đều đáng thương. Còn không phải sao? Chậm thôi, đợi bố với. Thế nào gọi là cha mẹ trong thiên hạ đều đáng thương? Ý của câu đó nghĩa là, cho dù bị con ghét, mẹ nhất định phải bắt con đội mũ lên. Được rồi, đi xem phim nào. Mẹ đám mây, con cũng muốn có xe đạp trẻ em. Vừa rồi lúc xem phim, con cứ làm ồn ào suốt. Mẹ sẽ không mua cho con đâu. Xe đạp trẻ em quá nguy hiểm. Không đâu, con muốn có cơ. Anh đầu to đi được thì con cũng có thể. Con có lắc mẹ thế nào cũng không được. Con đi đâu vậy? Mẹ không mua cho con thì con đi mượn. Thật là hết cách với con. Được rồi, vậy thì mua cho con một cái. Con cũng có xe đạp rồi. Cẩn thận kẻo ngã. Mẹ quá coi thường con rồi. Con được kế thừa trên vận động của bố đó, không phải của mẹ. Vậy ghi nhớ hai điều. Thứ nhất, đội mũ bảo hiểm. Thứ hai, lúc đạp xe thì phải trông xe cẩn thận. Đừng có làm mất xe đó. Con chạy nữa là em sẽ nổ súng. Em không bắn tới anh đâu. Tốc độ của anh nhanh hơn em. Không được buông tay. Trong sân nhỏ quá. Chúng ta ra quảng trường đạp xe được không? Được thôi, còn có thể đua nữa. Không được. Ngã thì làm sao? Đâm vào người khác thì làm thế nào? Mẹ đám mây cứ lo hết cái này tới cái nọ. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, bố đầu nhỏ. Động viên cháu luyện tập trong khu dân cư. Sao cô ngược lại không muốn cho bọn cháu ra ngoài? Chuyện này... Thôi được rồi, nhưng cô phải đi theo. Mẹ đi theo thì không vui. Để Hoa Gạo đi cùng con là được rồi. Đi nào. Đi thôi. Không được, nhất định mình phải đi theo sau. Mau lên. Gió thổi thích quá. Mau lên, mau lên. Cô đám mây, cô đang làm gì vậy? Mọi người đang chơi trò vũ hội hóa trang ư? Ăn mặc thế này thì đơn giản quá, chẳng thú vị gì cả. Trẻ con bây giờ giỏi thật. Hả? Người đâu rồi? Người đâu rồi? Chúng đi đâu rồi? Được đó, đã bảo là trông xe cẩn thận, lại tùy tiện vứt ở bên đường. Mình phải cho nó một bài học mới được. Anh không nhanh bằng em, bởi vì xe của em là xe mới mà. Chúng về nhà rồi hả? Anh là vua Tinh Tinh. Khỉ con, em còn là Tề Thiên Đại Thánh cơ. Các con về rồi hả? Mẹ ơi, mẹ đi đâu vậy? Con muốn ăn dưa hấu lạnh. Xe đâu? Không tìm được xe về thì không được ăn dưa hấu. Ở đằng kia. Xe của kẹo bông không bị mất ư? Trời ạ, vậy lẽ nào là mình đã lấy nhầm xe của bạn nhỏ khác rồi? Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Mẹ đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Mẹ đã làm gì vậy? Mẹ, kẹo bông, xe mình mất rồi. Xe gì cơ? Chiếc xe giống hệt như của kẹo bông. Cháu thấy các bạn đều có, nên đòi chú Ma cũng mua cho cháu. Nhưng xe bị mất rồi. Vậy cháu ra bụi hoa trong vườn, nhìn thử xem sao. Suýt nữa thì mẹ phạm phải sai lầm lớn. Nghĩ bụng, bạn nhỏ bị mất xe nhất định rất lo lắng. Cô đám mây, không phải cháu ở đây sao? Tại cháu tự mình chạy lung tung, không trông xe cẩn thận. Sau này chúng ta lớn lên sẽ đạp xe hai bánh, sẽ biết lái ô tô. Cô không thể cứ đi theo bọn cháu mãi được. Nói cũng đúng, nhưng mà... Mẹ ơi, có phải đây cũng gọi là đáng thương nhất là tấm lòng cha mẹ không? Hôm nay khiến mẹ lo lắng rồi, để con đấm lưng cho mẹ. Cô đám mây, cô không đi tham gia vũ hội hóa trang hả? Vũ hội hóa trang gì chứ? Sao con không biết nhỉ? Họa sĩ nhí.
Mẹ đám mây, nhanh nè. Wow, đứng đầu cuộc thi vẽ ư? Kẹo bông giỏi quá. Cô giáo nói con vẽ đồ vật rất giống thật. Còn bảo con phải thường xuyên luyện tập. Như vậy sẽ càng vẽ càng đẹp hơn. Giỏi lắm, họa sĩ nhí của nhà mình. Được rồi, hoa gạo, cậu xem mình vẽ có giống cậu không? Tiếp theo sẽ vẽ một kẹo bông. Ai chê bức tranh của mình vậy? Kẹo bông, con không được vẽ lên tường. Nhưng con đang vẽ cái bóng mà. Vậy tại sao không vẽ ra giấy? Bởi vì không có tờ giấy nào to như vậy. Tóm lại là không được vẽ lên tường. Con sâu này hoa gạo có giống không? Hả? Chim non tưởng con sâu mình vẽ là thật hả? Thú vị quá. Kẹo bông, sao con vẽ bậy lên cây rồi? Con có vẽ lên tường đâu. Trên cây cũng không được tùy tiện vẽ. Được rồi, hoa gạo, chúng ta đi. Mẹ đám mây không cho vẽ ở nhà. Vậy chúng ta ra ngoài vẽ. Mình không tin không tìm được chỗ để vẽ. Chính là chỗ này. Vẽ xong rồi. Hoa gạo, đi nào. Chúng ta nấp đi. Thú vị quá. Con mèo tưởng con cá mình vẽ là thật. Hoa gạo, mình vẽ thêm nữa nha. Mèo ở đâu ra vậy? Xuống đi, xuống đi. Cái áo của tôi. Kẹo bông, sao cháu lại vẽ ở nơi công cộng vậy? Chỗ này, mèo cào rách hết áo của ta rồi. Sao chỗ nào cũng không được vẽ vậy? Đây không được vẽ, kia không được vẽ. Mình nên vẽ ở đâu đây? Hoa gạo, nhìn nè, đây là cái gì? Kẹo bông, con lại bắt nạt hoa gạo rồi. Đâu có, là vì khúc xương con vẽ giống thật quá thôi. Ui da, mẹ đám mây cứu con với. Cái con bé này. Tránh ra, hoa gạo. Đây không phải là xương thật. Thật sự không phải. Kẹo bông vẽ xương giống thật đó. Kẹo bông đúng là rất thích vẽ. Hơn nữa vẽ tranh là bản tính tự nhiên của trẻ. Mình không nên ngăn cản mà phải hướng dẫn mới đúng. Kẹo bông, mẹ cho phép con vẽ tranh, nhưng không được vẽ lung tung ở nơi công cộng. Như vậy sẽ phá hoại môi trường. Còn chờ xem, mẹ có ý rất hay. Mình đúng là khéo tay, dán bảng đen cân bằng đến như vậy. Họa sĩ nhí của mẹ, giờ con có thể vẽ tùy ý rồi. Mẹ vẽ cùng con được không? Được ạ, tuyệt quá. Thank you.
Râu quai nón dũng cảm. Cuối cùng, thuyền trưởng râu quai nón đưa một thuyền đầy con vật nhỏ tới một hòn đảo, cùng nhau sống thật hạnh phúc. Wow, thuyền trưởng râu quai nón thật là dũng cảm. Ông ấy đánh bại quái thú, thoát khỏi nước lũ, cứu con loài vật nhỏ. Đúng vậy, ông ấy là thuyền trưởng dũng cảm nhất. Được rồi, đọc truyện xong rồi, Kẹo Bông đi ngủ thôi. Chúc Kẹo Bông ngủ ngon. Chúc mẹ Đám Mây ngủ ngon. Bố trời xanh của mình có phải một người dũng cảm không nhỉ? Mình phải khiến bố trở nên dũng cảm mới được. Trên mặt bố có nếp nhăn sao? Kẹo Bông, rốt cuộc con đang làm gì vậy? Bố trời xanh, sao bố không có râu quai nón? Râu quai nón ư? Bố cạo sạch râu rồi. Như vậy sẽ không chọc vào Kẹo Bông. Nhưng không có râu quai nón thì không dũng cảm. Râu quai nón và dũng cảm thì có liên quan gì tới nhau? Hoa gạo, mau nhìn nè. Thuyền trưởng râu quai nón thật dũng cảm. Mình mong là bố trời xanh của mình cũng dũng cảm giống thuyền trưởng râu quai nón. Nhưng làm thế nào mới khiến bố trời xanh trở nên dũng cảm đây? Có cách rồi. Cách này không được. Chúng ta phải nghĩ cách để khiến cho bố trời xanh trở thành ông bố dũng cảm. Mẹ Đám Mây. Trời ơi, là mẹ giật cả mình. Mẹ Đám Mây, cho con mượn bút kẻ lông mày được không? Còn dùng nó để làm gì? Con muốn làm một việc rất vĩ đại. Được rồi, cầm lấy này. Nhưng không được vẽ bậy trong nhà nha. Hoa gạo, cậu xem có giống không? Đừng sủa. Bố trời xanh không phải là mèo. Mình vẫn chưa vẽ xong. Có râu quai nón rồi, bố sẽ trở thành người dũng cảm. Ngủ trưa thật là thoải mái. Bố trời xanh có râu quai nón rồi, chính là ông bố dũng cảm. Đây là cái gì? Kẹo Bông, chạy mau. Kẹo Bông, cậu đứng lại. Nói xem, vì sao lại vẽ mặt mèo cho bố thế này? Đây không phải là mặt mèo. Còn giảo biện, con nhìn xem đây là cái gì hả? Đây là râu quai nón, để bố trở nên dũng cảm. Kẹo Bông, người dũng cảm không nhất định phải có râu quai nón. Nhưng mà thuyền trưởng râu quai nón có râu. Kẹo Bông cẩn thận. À, con chuột. Tránh ra mau. Đừng cử động, bố tới đây. Đã giải quyết xong nguy hiểm. Đừng sợ, có bố đây. Cảm ơn bố trời xanh đã cứu em. Anh đúng là anh hùng của em. Wow, bố trời xanh đúng là một người dũng cảm. Bố trời xanh, bố dũng cảm như vậy, sao không có râu quai nón? Kẹo Bông, một người dũng cảm hay không, không thể dựa vào bề ngoài được, phải nhìn vào hành động của người đó. Con biết rồi, vừa rồi bố trời xanh hành động rất nhanh. Bố chính là người dũng cảm nhất trong nhà mình. Đương nhiên, bố có thể dũng cảm bảo vệ cả nhà mà.